mình mua ở Costco về. Và bây giờ mình chuẩn bị ướp. Ướp thì để barbecue á, mình sẽ bỏ vô đây để ngày mai làm barbecue ha. Cái nước sốt mình cũng đã pha sẵn luôn rồi. Có cái gì trong đó các bạn nhìn cũng không thấy rồi ha. Ngò, tỏi, gừng, chút xíu mũ vị hương, mật ong, mấy muỗng nước tương, rồi tỏi và thêm một ít gia vị của tây nữa. Và cái loại này, cái loại hết này, và tất nhiên phải bỏ thêm khoảng 4-5 muỗng dầu ô liu vô. Mình trộn chung nó lên như thế này, trộn cho đều đều cho nó tan ra luôn á. Các bạn thấy hỗn hợp vậy ha. Rồi mình bắt đầu mình ướp. Hai thái như vậy là mình phải ướp thành hai tray. Hai tray như thế này thì nó mới vừa đủ thấm. Và thông thường lúc trước á, mình mua ở chỗ khác á, trù á nó có cái mùi hăng hôi hôi hơn là trù ở Costco. Trù Costco gần như là không có mùi luôn. Nhưng mà mình vẫn sử dụng cái gia vị là của mình, nó hơi đậm á, là có đủ thứ các gia vị. Các bạn thấy mình sử dụng các gia vị toàn là những gia vị mạnh. Và khi thấm vô trong cái miếng trù á, thì khi mình nướng lên á, thì những người nhạy mùi á, sẽ không có cảm thấy sợ cái mùi trù. Bởi vì như thế này khi mà thấm vô thịt đó, nó sẽ rất là thơm. Và cái điều quan trọng là mình phải bỏ thêm 2 muỗng rượu vang, rượu vang đỏ đó, để cho nó thấm vô thịt và cho nó thơm thịt nữa. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô rượu vang á, thì mình sẽ sử dụng cái rượu vang này tại vì cái rượu vang này nó có hơi ngọt, thì khi mà mình và rất là thơm các bạn đó, cái hiệu này mình sẽ, bởi vì ở đây tới 2 tray thì mình nghĩ là phải 3 muỗng, 3 muỗng rượu vang vô cái hỗn hợp sốt này. Các bạn thấy không, sau khi mà mình đã bỏ rượu vang vô là nước sốt nó có cái màu cực đẹp liền đó, nó đậm hơn. Và cái này nó thấm vô thịt á, là khi mình nướng lên cũng sẽ đẹp hơn á, và có công dụng là làm cho khử mùi, rồi làm cho nó cái miếng thịt nó mềm thơm khi ăn. Và trù sau khi rửa qua cái rượu trắng ha, và để ráo hơn tí, thì bây giờ mình bỏ vào cái tray này, các bạn thấy không đó, cái tray nó như thế này. Rồi mình bắt đầu mình rưới cái sốt lên. Hết cái phần sốt này và mình trở nó lại, mình trộn nó đó, mình trộn nó cho nó thấm từng tray một. Cái tray này của mình cũng sẽ làm giống như vậy. Hai cái tray trù á mình đã ướp, các bạn thấy rồi đó, mình bỏ cái sốt lên ướp lên, thì mình sẽ để một mặt như thế này trong khoảng 10-15 phút, rồi sau đó mình sẽ dùng bao tay trở ngược lại ha, cũng để khoảng chừng 15 phút ở ngoài, rồi sau đó mình bỏ vô tủ lạnh. Thì muốn ăn á, thì mình sẽ làm trước, ướp trước một đêm, sang hôm sau là cực kỳ ngon rồi. Đó. Các bạn thấy là khi mà mình đổ sốt lên á, thì nó sẽ như thế này. Đó. Để ở ngoài khoảng chừng 15 phút, rồi sau đó trở mặt, trở sang mặt kia, rồi để thêm 15 phút ở ngoài. Sau đó mình bỏ vô tủ lạnh, ướp qua một đêm. Cái phần trường đã thấm một bên đó, rồi mình lật cái mặt kia qua cho nó thấm đều ha. Ở ngoài đủ 15 phút như vậy rồi đó, thì bây giờ mình ráp lại cái giấy nhôm như thế này, rồi mình bỏ vô tủ lạnh một đêm ha, cho nó thấm thật thấm. Sau mình nướng thì cái phần thịt trù sẽ rất là thơm.